nói chuyện vậy? Chúng ta chỉ mới đưa được vài chữ xuống đáy biển thôi. Thì các thủy thủ đã bị một con rùa biển đã tấn công sao? Không đâu, hình như mấy con rắn nó bị ai tấn công. Cái gì? Ở dưới đáy biển của ta có người nào khác nữa? Chứ
mày nè kìa. Nè. Nè, cố lên ha. Cố lên. Cho em bé ra nè, cho em bé ra bú nè. Mày im cái miệng mày đi, cái miệng mày ngậm lại là vừa. Mày mở miệng một lần nữa tao đuổi mày ra ngoài kia. Một anh đầu tiên.
con. Ở dưới đó có một con khỉ cũng có thể, hắn ta là một quái vật biển đó. Hắn và Luffy phi rất hợp nhau cho nên đã nhanh chóng kết bạn. Vậy là có tổng cộng hai con khỉ. Dù lúc được có mấy thứ ở trên tàu thôi thì không hiểu tại sao hắn ta lại nổi điên lên. Hắn ta nổi điên như một con khỉ đột nó thành thú vậy đó. Cái con khỉ đột đó chính là người tụt chết Magica. Dù các cậu có thể thoát ra khỏi miệng con rồi thì đúng là kỳ dữ mà. Có hồi lại không? Con đồ hình hộ thiệt ta. Nó cứ nhìn chầm chầm và há miệng. Chắc nhờ vậy mà các cậu thoát được đó. Các cậu chết điện rồi. Nhìn cho kỹ đây. Hồi nãy các cậu và con tàu bị nó nốt vô bụng đó. Rồi lưng đen, mình tráp rất đầu đen. Chứ trời tối rồi, phải. Luffy, lại đi giúp một tay đi. Chúng ta phải rời khỏi đây chứ. Không được đi. Còn ta ở đây. Đừng có tưởng bảo. Ta mới chính là chủ nhân của lãnh địa này. Các ngươi nghĩ có thể trụ nổi đây chứ trong kho báo đó dễ dàng vậy hả? Kho báo sao? Các ngươi thấy kho báo thật hả? Đúng như vậy, đã tấn luôn đó. Không khéo thì hắn lại nổi điên lên ở trên tàu. Xanh hết chưa ha? Thank you.
la vô nha. Nó mới la nghe tiếng á. Vừa rồi đó. Thank you.
nãy giờ mình mới ghi hết vô đây. Con đè nó tắt thở thôi.
không mà coi đây là nó nhìn. Sao tới bé chẳng chờ.